Rồi chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay cũng nhân dịp bè của con Bèo sức bè cá, nhưng mà mình bán cá lần này thì không giống như mấy lần trước. Lần này thì dạng mình bán cá theo kiểu mà ướp cho đông lạnh á, mình vận chuyển lên xe đông lạnh á, giao cho công ty. Mấy xin ơn 200 ngày sáng gì đâu sao sao sáo gì. Trời ơi, bạn vừa ăn mà vừa bơi xuồng luôn kìa. Thứ gì chịu nổi hai vợ chồng giờ xào sáo này. Lần này bạn giờ là sức cá là mình bắt cá mình kiểu mình để chở lên ghe thôi, mình vậy thôi, nhưng mà mình qua bên kia á là mình bà giao công ty, tức là mình đậu quân mình đây nè, mà tự ginh cá gánh cá lên rồi mình đẩy vô kho cái xe đông lạnh luôn để họ chở về công ty. Bởi vì sức cá lần này thì nó mới lạ hơn, nó không giống như mấy lần trước. Thôi ở con sù à. Lù nãy đi theo mình chạy vô tới đây rồi nó gặp con chó cái nào mà kia rồi nó ở mãi luôn không chịu vô, bạn coi động trời động đất nữa không. À, con làm việc sớm nè chú Năm ơi. Đây là cái ghe mình mướn nè, để mình hồi mình xúc cá mình để vô rồi mình vận chuyển bên kia, bắt đầu mình rút nước ra, bắt đầu mình ginh lên xe tải. Thì sáng thì chưa làm ăn sáng, ăn sớm trước hả? Thử ông làm ông ngồi, ông ngồi cứ có tưởng đại gì họ thiệt, mới nhìn kỹ lại với ông có tưởng đâu rồi đi mua chung ghe cá. Ông đợi nó ông sợ cái này thứ gì, thứ gì chịu nổi ông. Đây mấy con cá điêu hồng gạn sẵn rồi chứ, chờ đợi con hồi bắt đầu xúc lên thôi. Trời ơi trời, bữa nay có Hiếu đẹp gái này nữa hả? Thứ gì chịu nổi không? Đẹp xong tiền của ông đó mà ông la đẹp nhất đó. Hai chồng mà gọi là đô bất tử bữa tết tây nè bạn. Tại vì á, ta 2 giờ người ta đãi ổng với bà, 5 giờ mới qua mà bất tử sao được. Thôi 4 giờ, 5 giờ. Thời giờ đó qua là ta cũng ngất ngay hết trơn. Bữa đó là ai cũng là gà mổ thóc trơn mà hai chồng còn tỉnh bơ chạy về bển rồi xẻ khô ra làm khô rồi vẫn còn kiếm tiền nữa đó. Ổng bả giết một tên luôn, không phải đầu tư. Bển là giàu nữa chứ. Bạn đi chú. Mày nữa không? Ừ, ông bà hai đâu rồi? Bà dạo này bà cũng bệnh rồi, chích thuốc miết ngày nào cũng đi chứ. Để giao trọng trách cho con gọi là ông bà ở nhà ông bo à. Thì thấy Quyên mất cả gì quay bên kia vậy bo? Ăn phải đẹp trai lên, ăn phong độ lên chứ. Ăn gì đây? Còn không biết cuối cùng nội người ta còn nữa họ không bo, còn có cục cuối cùng à. Thứ gì chịu nổi Hiếu nữa nè. Trời ơi, dán đằng kia là bà Tư. Bà ra không kêu ngủ đi ra chung luôn trời. Bà ra không ra ngủ đi ra chung luôn. Ủa dạo này ra bè đại gia có khác không? Cầm lúc nào cũng cầm nguyên cái cặp ha. Tiền không đó. Đậy vỏ đó. Trong đó đó. Ừ, 100.000 tỷ bạc trong đó không đó. Ông tin giờ mở trong vỏ bà Tư ra tàu là USA, USD gì không chứ. Tiền Việt giờ xưa rồi. Thấy tiền đô hay thấy miếng bánh gì lạ lạ chứ không nào. Thằng ơi trời. Sợ mà tôi xinh đẹp rồi chứ. Giờ bắt đầu mấy anh em lón cá lại nè. Này chắc họ bắt đầu khoảng 2 tấn mấy 3 tấn. Cái mối này có thể là 5 tấn luôn. Bắt lên mình vận chuyển lên xe đó. Cái này ra đi. Mình giúp
Sao mày thấy hay hiếu? Cái gì có tôm mà thấy hay hả? Không có giành nha, ai bắt được của người đó chỉ là thấy thôi. Của em bon tao đó. Ờ mày ngồi cái kiểu đó dựng cá nó phóng lên bể hán mày nha hiếu. Hán đầu bể. Cái bè cá này còn lại cá phi dữ lắm à. Chú Năm buộc hay cái giò chú Năm nó kéo qua luôn. Mở cái dây chứ đây nè chú Năm. Ê coi chừng chỗ đó bo mày nhóm chỗ mày cái bo. Nóng này qua luôn hả cụ? Nóng lên bo. Nắm ngay cái đầu giữa này nè. Ừ. Cái đinh chứ cái gì? Năm tấn ha chú Kem. Bao đâu? Này 5 tấn ha. Ừ, khoảng 5 tấn á. Thấy mày vô cân ba, mình chục mày nữa mới được 5 tấn. Mà từ nãy giờ làm lia lịa. Đánh gì? Chữ lại luôn. Giữ lại luôn. Đợi tao ăn nó nghiệm cái chân tao. Hàng chi nãy nó không bay cái này. Bà há bà tư rồi nói bà đứng sao tính bơ chào bà vừa ăn bây giờ nói là đúng bơ vậy em bả rồi sao bả hốt được kêu bà nói bà ở đập thăng bà tông thờ chung hiểu đập thăng luôn mà tao thấy bà ăn quá tao mà ở giá đó cái gì mày đó đó là nó chơi ồ cá mà còn nè đúng rồi đó quá trâu quá đắt luôn. Dạ. Con nghe. Nè, con dây này coi. Trời, cái này cá phi cũng nhiều nha bạn. Bắt cái xô để đây để cho cá. Dạ, ok. Đây gần. Bắt cá con này để cho ba luôn hay muốn lẹ không? Để xin bẩn tỉnh lắm như vậy. Muốn lẹ không? Cái dèo này nè bạn. Hồi lúc mà mua cái giống khoảng 5 tháng trước á, mình cũng có quay á. Trầu ô cá phi lẫn lộn vô á. Giờ con nào nấy cành cành nè. Quá trời quá đắt luôn. Có tôm nè hả? Ủa ha màu. Wow. Con có phi bóng ra kìa rồi, cứ xuống rồi. Wow, nhìn cá thấy không? Quá đẹp. Cái phi mới đó trời. Wow. Cá mày dinh cũng nhiều quá ba. Có phi nữa ba. Đóng. Bắt phi luôn không? Đi qua nó bơi bậy. Bơi. Cá phi này mình ấy có bán riêng được không ta? Giờ đây hả? Giờ đây nuôi để lớn mới bán. Tới ra vậy mà tính ra là nếu mình so cá đồi phi với cá đồi hồng rõ ràng là cá phi kích cỡ mà nó lớn chậm hơn là cá đồi hồng mà. Tại mình thả một lượt mà. Lẫn lộn trong hầm cá nuôi á. Lúc mà cá còn cá giống á. Giờ mình phân ra lón đó, bắt đầu là mình xúc lên nè. Mình căng cái mình nghe nói là cái mối này rất là dễ luôn, tức là mình căng ký ở đây xong phải không? Là về tới lên khi bạn hồi về tới bến mình đó mình vận chuyển lên xe đông lạnh á là khỏi cần căng ký lại luôn, tại vì họ khi mà họ về tới công ty á là họ sẽ căng lại một lần nữa là rồi à.
Cá thì mình tự lựa luôn, kiểu như họ đại khái họ nói khoảng nửa ký hay là 400g á, ăn lên nó thì bắt á, thì ở đây họ giao mình tự lựa luôn, khỏi cần mình mới như mấy cái món lúc trước thì khi họ dạt hơi nặng tay này nọ, nhất là những lúc mà cá nó giá nó rẻ đó là họ dạt nặng tay lắm. Nhầm con, họ nói 300g chứ thật ra 400g họ cũng dạt luôn. Còn cái mối này là mình tự xử nhà, nó cũng dễ là chỗ đó đó. Con mèo sống chết nó lấy da ruột thay liền đó không? Cái hồ đó nghĩa là bữa đó ấy trong hầm cũ hả? Mày lớn không nè? Đó, còn cái này thì mình lựa những con cá nào mà nhận rất loại hơi nhỏ quá mà mình dục qua cái dẹo xanh bên đây nè, cũng cá phi rồi luôn. Mình nhớ rồi chứ, có mấy cái mối mà bên bà sư mẫu đồ trầu họ dạt nặng tay mà. Mấy con cá dùng khi họ nói 300g với nửa ký họ cũng dạt, thấy nó tiếc hồi hụi luôn á. Thường cá dạt này thì một là mình bán rẻ lại, hai là mình nuôi lại, tùy vào mỗi người. Đồ cá thấy ha không? Quá trời nhóc rồi. Này chậm. À hình như thấy có rồng tôm. Không phải. Không phải, cái gì? Tưởng đâu có rồng tôm lú lên chứ. Tên là bên kia. Né ra. Bên kia hả? Luôn còn cái lón bên kia. Wow. Từ cái mặt của tôi xài nha mọi người. Đó là thầy được xài. Sao? Cái lửa mình bắt thôi. Cái bè này tính ra chỉ có cá phi với cá điều hồng gạt ghi ha. Mấy cái bè đằng kia lúc trước thì mấy anh chị em này thì có cá ba sa đồ, cá cha đồ, cá lăng đồ, lúc mình dân lưới dính nó thả vô. Cái bè beo thì hình như không có thả cá khác ngoài cá điều hồng với cá phi à. Làm gì vậy? Bắt đổ đó, họ chết hết rồi. Rồi, kêu bỏ túi vô kia mà không bỏ nè. Hả? Cá chà bỏ, kêu bỏ túi không bỏ. Cá linh hay gì vậy? Ờ cá linh đó gom gom chà đựng mớ kho khóm cho ghiệu ghiệu xương ăn ngon lắm á. Nhậu. Mới lấy mấy cái bao kìa, nằm ở đây bắt cá linh cái mày dính đồ, lựa ra hết luôn. Đây hai em nha. À bóng xanh bóng xanh. Wow, con coi này thấy ham chưa? Lên con phi với cái mà dinh nó phóng lên đây luôn, nó nằm trên kẻ bè luôn rồi. Cậu quèo đúng như bè này đúng quá trời cá phi luôn con này. Cá phi thường cái giá nó bèo hơn là cá đường hồng. Mấy cái ngày dinh thì thường là khi mình xuất bè này nó phóng ra một mớ à, còn lại vài con thôi. Chứ từ lúc mà mình nuôi đó, con bè này nó đẳng lộn vô đó, nó lớn nhiều lắm á. Đầu quân có phi nằm trên đây con nữa nè, phóng tờ lưa chân. Quá đẹp, quá đẹp. Ở đây lên con nữa nè. Đứng xuống. Nhìn chung cái bè cũng con beo cá nó không được lớn như mấy bè trước, tại cái thời gian mình nuôi hơi ngắn, tính ra đâu gần 5 tháng gì à. Bè cá nó không được cái đầu cơ cho lắm, mà cá kiểu mình nó hơi giòn giòn, nó cứ đều đều thôi. Mình nuôi cá bè này nếu mà nuôi ha, lâu chút xíu khoảng 6 tháng lên á thì cá sẽ rất là bự, với lại có những con nó có đầu cơ á gần ký mấy 2 ký á, thì khi mình xuất bè cá nè thì nó sẽ nặng ký rất là nhiều, tức là số ký á. Nhưng mà do một phần là do giá cả đó, tại bây giờ thì nói chung giá cá nó cũng rất là thấp, bởi mình cũng tranh thủ đó, được cái mối nào mà cột giá của dạng mình chấp nhận được á, tạm tạm được á thì mình bán, chứ ai biết được mình cứ giữ hoài giá cá nó càng xuống nữa thì sao. Làm cái nghề nuôi cá này cũng khó nói trước luôn.
cá thì nó cứ bấp bênh, lúc lên lúc xuống. Như năm rồi á, thì giá cá rất là cao, nhưng năm nay thì cái nghề nuôi cá bè thì cũng hơi mệt xíu, vì giá cá nó xuống quá. Một phần á, là do cái năm rồi là người ta nuôi thấy, người ta thấy cái giá cá cao đó, ai cũng có lời đó, bởi vì ai cũng ra hết trơn. Bởi đâm ra cái vấn đề là gọi là cung vượt cầu á, bởi giá cá nó rớt quá trời rớt. Mấy cá dìm nè, mấy cá phi này bự bự xíu nữa mình nướng muối muối xả ăn ngon lắm luôn á. Như trong đó cá gì ta, cá phi cái cá gì không. Sao mày không nói né cái mông ra mà phải nói là né cái đít ra hụt? Sàn hả? Con mèo nó ghi số cá đi đâu rồi, mua chen qua đây trời. Bên kia người ta đọc cũng được vậy. Mấy giờ cái giá cá này mình thấy chứ để lên cây cằn đó, mấy người tay ngang khó đọc lắm, tại con cá nó nhảy cái cằn nó cái kim nó cái nhịp không à, nó không có nằm một chỗ. Hai gỗ hay một gỗ? Lên rớt mạng con cái chuyện cái giò. Gì nó đâm rồi đó. Thì gớ chúng mua giò mày phải không? Rồi, nó kiếm chuyện rồi đó. Nó kiếm chuyện với mày rồi đó. Nó thằng ngô trời, rồi nó gặp con tôm hơn nó lụm được vàng nữa con coi kìa. Còn con bự nữa. Mày bỏ vô đi, mày bỏ hồi đi gùi lông hết cho mày coi. Còn con bự nữa. Trời ơi, hai đứa nó xúc hai gỗ xứng đáng chứ. Ở đây là mình tự căn rồi tự ghi số luôn rồi mình báo với công ty là bao nhiêu ký đó, đó rồi đó. Chứ không phải giống như mấy món trước thì họ xuống họ mua đó nè, họ sẽ cử người xuống ghi số cá nè, một người chủ bè với một người bên họ đó ghi số cá đó chiếu nhau á. Còn ở đây là mình tự xử hết á, nó tiện ở chỗ đó đó. Cá được, cá rất loại rồi băng nhà cũng tự xử luôn. Cái này mình tạo oxy nè, máy mình bơm nước vô mình tạo oxy. Nhưng mà về bên kia là mình xúc lên hết mà cá nó ngủ củ tỏi ha. Tại mình tạo đây, mình để vô đây trong cá nó sống đó, khi mình vận chuyển về tới bến tập kết bên kia đó, bên ghe mà, bên xe tải á, thì trong cá nó còn tươi, rồi họ sẽ đưa vào đá luôn, trong lạnh luôn. Con cá nó giữ được độ tươi. Hai cái bài lực đó anh, thường người ta chơi ba gỗ, hai cái bài chơi có hai gỗ à. Gỗ nào phải xứng đáng sao tiền gỗ đó. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Đứng bay đổ quá, văng mày lúm chân kìa. Ba bốn con rồi. Con còn cá mày dính lẫn lộn vô đó. Buông tay bò. Công việc cổ sủ qua cái là bạn nộ thịnh nước chợ phao ra 30 kg. Nhưng mỗi khi thì
cái bè đợt rồi của bên cũ bển á cũng có sức bè cá bạn, dạng mười mấy ký, cái bè dinh thì như 15-16 ký đó, chưa kể số lượng rất là nhiều phóng ra ngoài không nói nha. Điện thoại của ai nữa kìa, cá mình mở luôn. Cá là hồng này mà nóng ngót thôi, thứ gì chưa nổi hay chiên luôn. Cái cả là nóng lẩu, cái là cái cỏ nó không lớn nổi đâu. Ngồi hiểu rồi ông nội ơi, trời. Cá sống là người sống. Nhanh gần quá đi, hết lón rồi đó. Người liệt nó chết mày, mày nhảy lẻ, mày nhảy anh rồi xong bắt đầu mình phân ra lón tiếp. Chắc còn là chắc 2 tấn mấy. Trời ơi, hai dòng chú hai giật lực về tới kìa, sáng giờ đi chế thuốc cho bả ăn một tạ luôn không ba? Rồi sao không ăn rồi? Dạ. Yeah. Trời, con tôm đó cho con không rộng để cho ba con câu cái sủ bự trời. Thôi. Đừng khi con tôm lỡ cái sủ 5-6 ký á. Tôm vậy mà người tính ăn để câu đi bự hơn xíu ha, cái ăn. Quá trời ơi, cái lón này mấy cá phi mới nhiều nè. Đen kìa. Xin chào. Xin chào. Thấy đường tao đi không? Qua nhà tao làm qua. Đó, đó, đó. Nó bảy dưới chân đó. Sao bữa nay bà hiền với bà hai? Con của bà cản đường không câu cho bà đi mà bà hiền thô à? Từ ngày bà bầm nó như tương mà. Đó, bước chân lên nó chật luôn á. Bước chật đi không? Này cá hô con nè. Còn nửa xíu là rồi gặn cá trong qua. Bè trong mương của củ sủ sao một mớ cá hồ đi vô không biết nữa, ngoài sông nó vô á. Rồi mới chia ra ngoài bè, mới nên cho em ngoài đây nè, người bè ăn con hai con vậy đó. Cái hồ đâu khoảng 200-300 gram à. Thấy cho màu lắm á, mình nuôi khoảng năm rồi thấy chà bá liền à. Nói thiệt nha, đừng có dốc đâu mày. Nói thiệt chứ dốc chú hai. Sặc răng luôn. Sặc răng, thả. Ủa cái sặc răng đó là ở ngoài nó vô hay bên cái giống ta? Không mà nhìn cái bè cá thì mình tất nhiên mình cũng phải biết là nó không có đầu tắn rồi, đầu cơi rồi. Rạo cá mình bán sớm quá mà. Cái này phải nuôi khoảng được tháng nữa bán mới đã. Mà sợ giá cá nó xuống nữa. Ừ, được giá. Neo đâu có nổi. Cái cá này mình nuôi theo đúng kiểu mà sức luôn bạn, là khoảng 1 tháng nữa. Lúc mẹ này mới có 4 tháng rưỡi hả? Đúng phải năm hả? 4 tháng rưỡi hả? 4 tháng rưỡi cá mới về đó, 5 tháng cá về chết luôn à. Mày để vô phóng ra hết. Ở héo mà cầm con cá biết con cá nào có cái nào có được không? Biết. Sao biết? Nó bắt nó là cái chứ cái đực nó không bắt rồi. Mọi người coi kìa, vô đây nó bò nó mới tôm nãy đó đem vô đây tranh thủ nó vô đây nó nướng ăn. Đúng sống ở bè tiện lợi ghê không? Vậy là chửi xong đó mày.
nhanh gọn lẹ ra không? Con tao hồi nãy trong vòng tích tắc nó xử đẹp luôn mà, đúng luôn, làm luôn. Thơm gì? Chứ thơm mùi gì không? Thơm mùi tôm, mùi viên. Tôm nó ai bắt? Hồi nãy thằng Hiếu bắt hả? Vậy nữa nhớ cúng dùm mấy chiếc tôm nha. Hiếu bắt thằng Bo ăn. Đó không biết con gì. Con gì trời lên. Đúng, đúng. Đại gỗ đó luôn đây. Không mà sao cái tiền sao có giống cá, đúng ra cái bè cá của con Bèo, cái con cá đường hồng cái màu nó đỏ đậm hơn bộ, cái màu nó đẹp hơn mấy bè lúc trước nha. Để đây cho tao bắt mấy bè lúc trước sức ăn là con cá đường hồng này, cái màu nó khi nó lớn á nó màu sẽ trắng dần hồng dần thôi, còn như con bè của con Bèo nhìn thấy cái màu nó vẫn còn hơi đỏ nè, nhìn màu con cá đẹp ha, giống như lúc cá còn cá nhỏ cá con á. Hả? Rồi bà chảnh bà nhắc rồi là anh ơi về đi anh ơi, về chưa kìa chứ bà dấu chữ rồi chảnh. Do cá con Bèo nó nuôi chưa đủ tháng đó, bởi vì cá lựa cũng tương đối là nhiều, bởi mắc hơi mất thời gian cái không được rồi mình lựa đó, sạch găng vậy. Hồi nãy giờ không có ba bốn con rồi đó trời. Hồi lúc trước củ sủ cũng có nuôi cái sặc gặn bạn, mà lỗ sặc má mồm luôn, tính đi Bình Dương rồi đó. Nè nuôi mà nó nói mà lúc đó hứng lên làm lai gai, mấy bạn xem mấy clip đó biết à, lúc mà mấy anh em mình hứng lên làm món lai gai nó lấy vợ xuống bắt vàng cái sặc gặn lên hả. Thằng ơi trời bó tay luôn. Ừ, bây giờ bắt đầu tiếp tục công đoạn màn hai cảnh hai. Với lại có một cái phi nó bị lủng, nó lủng là nước xì rồi. Mình có giá cá của cái món này là có cá được tiện luôn phần nữa. Nữa là khi mình cá mà có thể hơi sằng mình chút xíu mình có thể bán được luôn, tại vì nó qua đông lạnh rồi. Chủ yếu là mấy cái món này, chủ yếu cái món này là họ giao vào mấy cái bách quá xanh đồ á, siêu thị đồ á. Tức là họ cần con cá vậy, nhưng mà họ cũng kiểm tra lắm nha, con cá có vệ sinh kiểu có bị nhiễm bệnh hay gì không nha. Xong rồi bắt đầu họ xuống bè nè, họ bắt một con hai con họ về đem về công ty họ kiểm tra á, nếu ok đạt chất lượng á bắt đầu họ mới bắt. Mà cái mối mình tự bắt này nè, nó được cái là tuy gần cái giá cá nó có nhỉnh hơn cái mối kia chút xíu, nhưng mà tiền công tiền mướn mấy anh em đây này, ghe cọ các kiểu rồi mà thì tính qua tính lại thì nó cũng đỡ chút đỉnh, nó cũng dạo đâu rồi đó à. Nhưng được cái lợi là mình có thể mình lựa cá nó theo đúng hơn, ví dụ như cá như theo điều kiện lúc trước mấy cái ghe kia vậy nó 300g, nhưng khi họ bắt 400g 500g họ vẫn dạt ra, còn mình ở đây thì mình bắt nhỉnh hơn chút xíu, chỉ cần mình bắt đúng theo quy định của ta từ 300g trở lên thì mình bắt được, làm bắt à, nó được cái là chỗ đó nữa đó. Trời ơi trời, nóng lên. gặp mẹ mày vậy, tránh thằng ơi trời, cái gì vậy? Trời ơi ông cứu nội ơi má, trời ơi là trời thiệt. Hiếu ơi mày cho mấy cá này nó yên tĩnh, Hiếu ơi có anh nào không rước nó đi luôn cho rồi, mà trước đặt cọc quy An Giang gì không sao nữa. Mày coi chừng có hai cái hồ mới thả xuống nó tùng tùng hoặc là quạng bể trứng đó nha mày. Rồi. Chí nó bóng rồi xong, cái mày dảnh. Dễ vậy hả mà không? Dễ thì...
Bên kia thì Missy Nương cũng đang cho cá ăn. Bà Tư nhìn đẹp mới đi ngủ gì trời. Bà Tư. Ôi nè hả? À, ông thấy ai nằm ở võng bên kia tưởng đâu bà ngủ chứ. Thấy ai nằm cái võng bên kia tưởng đâu bà ngủ. Nè cá đựng cá hô nhỏ nè. Cá hô còn nhỏ nhìn nó lạ, cái đuôi nó cũng hơi màu hồng hồng xíu ha. Lâu lâu dạng người ta muốn chọc lên cho bà nói lên mà hãy giờ bà yên tĩnh quá, bà tập trung chuyên môn quá. Nó một Bình Dương. Bình Dương thiệt. Thằng này ăn béo trước bài cá này đi Bình Dương thiệt rồi. Điện chiếc xe rồi, chứ nó đi luôn. Nhìn chung mấy tháng nay cái giá cá này thì cái nghề nuôi cá bè banh xét hết rồi. Nói chung là người ta nuôi khóa hoài là người ta đã cầu trời cầu Phật rồi đó. Năm bốn vô. 54. Rồi, đổ đâu? Cho thả lại cho cậu. Đổ qua bè tao rồi đó. Bạn coi anh tướng mèo nó ngồi ghi sổ kìa bạn coi. Kêu nhìn con mặt nó ghi sổ thì kêu không lỗ sao được. Nhưng cái nghề nào cũng vậy ông ơi, cái nghề nuôi cá bè bắt kiếp các công việc ngành nghề nào cũng vậy chứ. Thì cũng nuôi hay mình làm ăn thì cái nó cũng có cái sự rủi ro, cũng có lời có lỗ. Chứ nếu mà cái gì mình nuôi cũng lời không thì ai cũng tranh thủ, ai cũng tranh giành nhau ra làm hết sao. Thì hồi năm trước á thì giá cá lên cao đó, bởi vì cái nghề nuôi cá bè thì ai cũng có đồng lời hết á. Nhưng mà năm nay thì tất nhiên là giá cá nó rẻ bèo như thế này thì tất nhiên phải lỗ rồi, thì cũng phải nhận như bù qua đắp lại thôi. Ví dụ giống như đơn giản thôi, để mình ví dụ dễ hiểu như cô ba xinh đẹp bên đó, tại bữa nay dạng bữa đây là cũng đủ nhân lực nên bán không xuống. Thì như ba xinh đẹp á, hai năm trước ba có lời, ba nuôi hai cái bè kia ba có lời chút đỉnh. Nhưng mà mấy tháng rồi đó mà sức bè cá giá cá thấp quá đó, sức hai bè lỗ trơn, đâm ra cái công sức mình nuôi cá ba năm nay là phá huề đó. Tức là hai năm mấy trước là mình lời mấy lần xong cái rồi lỗ, thì bù qua đắp lại là phá huề ba năm trời không có lời. Mấy cái nghề nuôi cá bè nó cũng là vậy đó, nhiều khi hai ba lần lời vậy đó, bù qua lần lỗ. Giờ mình không nuôi thì cũng đâu biết được, mình đâu cũng đâu có làm gì, thì dạng mình cũng muốn có thêm thu nhập thì mình nuôi cá bè chứ mình cũng may rủi gì đó. Ồ, chưa có ai giống như hai chung chung mình không, vừa xúc cá vừa nghe điện thoại luôn nha, đã không? Những bị xong lón còn lón nữa. Chuẩn bị xong rồi đó bạn ơi, còn lại ít nữa nè. Bắt đầu bà chuẩn bị cục phô lưu xuyên đại Tây Dương xong tiền. Cái này bến nó bên mình Thạnh à, ngay chân bến phà Sà Đéc luôn. Bến phà Miễu Trắng á, xe nó đậu cho đó, rồi bắt đầu mình chạy ghe lên đó, rồi mình bắt đầu mình vận chuyển cá lên xe cho họ nữa, chạy qua nhiều công đoạn. Đâu Bình Dương dạo này nhiều chỗ lắm. Bình Dương thẳng tiến. Tao mặc quen rồi. Bình Dương thẳng tiến. Nhiều chỗ tham quan lắm á. Đi
Đây đựng cá chép nè, cái coi gì nữa đẹp quá. Đó, mày review lên cái hiếu đó, cái chép quá rộng nè. Ờ mày hái lại cái hiếu. Dưới lại đẹp luôn, nó vô dãy nó bung lên nó quá rồng luôn rồi. Đó. Đó. Cái dãy nó bung lên hai bên sóng rồi ha. Quá đẹp luôn nè. Wow, quá. Cái coi á. Mày nó quá rồng nè, nó dãy kìa. Bung lên hai bên sóng đó. Quá đẹp, quá đẹp. Cá nó có hậu kiến nuôi đã bao đẹp luôn. Cá đen bắt rồi. Giọt bến rồi. Cũng bị 2-3 sọt nữa là xong rồi. Thì cái giá cá mấy cô chú xem clip mình dừng gành được ha. Sợ mấy công sợ có số cô chú mới xem sau này thì cũng có hơi thắc mắc hỏi á. Thì giá cá thì mình nào giờ cũng vậy, không có tiện nấu. Do đụng chạm mấy người ta thu mua cá mà nên nó không có tiện nấu được. Mà nói chung là cái giá cá rất là rẻ bèo. Nó trên lệch nhiều khi mà tính ra gần khoảng nửa năm trước giá bây giờ nó nằm đại khái khoảng 27, 28, 29, 30, 31, 32 đó, nó nằm khung đó, cái mình không dám nói chính xác được, thông cảm giùm ha. Còn năm trước thì khi 45, 46, 47, tại vì thấy cái giá cá nó trên lệch, tại mình nuôi cá bè này mình là cái số lượng đầu tắn rất là cao, bởi vì chỉ cần nó trên lệch một like thôi là tính ra là mình biết nhiêu tiền nó. Ví dụ như mình nói, ví dụ như là mình mua chỗ này 30.000 đi một ký đi, nhưng mà chỗ khác không mua 31.000 ký ha, nhưng mà tính ra nó số tiền rất là nhiều đó, nó chỉ có 1.000 đồng thôi nhưng mà chênh lệch rất là nhiều, tại vì một bè thường mười mấy tấn mà một ngày bắt bao nhiêu tấn, mọi bạn thấy nó chênh lệch cái giá thành rất là cao luôn á. Vậy là chuẩn bị xong này, hơi cực công băng nhẹ là mình xúc cá ở đây rồi đầu lên kia mình phải ghim cá lên nữa. Con cá phóng ngoài ghe. Cá bà Vinh. Hồi nãy nó có con tôm giả hả? Ướt em, ướt em. Sẵn tắm xả phèn luôn mày. Cú xì. Nãy chợ, nãy má nằm tao má nằm như này đi cá vậy đó. Ở cái dữ lam gì đâu đó trời, ghê vậy. Dữ lam đâu rớt đó nữa. Vậy là xong, chuẩn bị đâu chạy ghe đi thôi. Dữ lam đâu rớt bè trời. Trời. Để nó có nhìn thấy nắp sâu. Gì vậy? Mày Vinh bay hả? Thả luôn hả? Phóng xanh luôn hả? Trời ơi, hai ông thằng ơi. Thôi rồi. Cái này cái gì Hiếu? Dạ Vinh. Ủa ra số lượng ít hơn bèo em cũ chứ bộ. Em cũ hôm bữa mới 15 kg. Cái gì vậy? Trời ơi, tôm nữa kìa. Thôi anh không kẹp phía trước thì lái é rồi. Ờ, gãy càng rồi. Trả con tôm cho tao. Mày coi chừng bo nó ngồi vô nó nướng nữa đó. Nó bỏ ra là nó nướng. Rồi lên bằng cái gà nó nướng nữa đó. Ngọt. Kìa mình cái sọt từ mới cái Vinh đó kìa. Trong bao con cũng tới nữa nè bà Vinh. Dọn bà Tư chứ bà Vinh. Mày lấy mà mày bắt đi. Wow. Nè mày lấy cái chị Vinh không? Mày Vinh này ở đây bán thường 20.000 ký rồi. Mua mà nào trả. Ngược lại các mày Vinh bự khoảng hơn nửa ký ăn lên đó nha, là 70.000. Cái thằng ăn cái gì Hiếu? Đâu đâu đâu, cái thằng gần đâu? Đưa coi coi. Đây, cái thằng gần đẹp quá. Quá đẹp, đem đi thả bè. Cái gì chịu nổi không? Có mày Vinh công nhận con nào nó mừng mỡn ăn, thứ ăn quá trời ơi mập. Ăn luôn.
đã sức ra rồi, bây giờ gánh nợ rồi, ở gì không? Hoàng trả muốn đi chạy xuống đi. Bây giờ nó nếu mà có chồng rồi là ở đầu là không bao giờ đi được giày, phải chạy về nhà, phải năm lũ đi chợ nè, mua đồ nấu cơm. Đúng rồi, không có chồng khỏe ra muốn đi đâu chơi đâu đi phải không? Bà giỏi số chứ bà hai. Không bao giờ có chồng ở vậy chứ không bao giờ có chồng. Ở chồng như cái ông đều khổ. Ở vậy sửa sạn cho đàn ông thèm chơi. Nó này mít vàng nó gà thứ gì chịu nổi không? Nó ăn gì nè. Lấy cái kéo em, lấy cái dao dưới bà Tư. Bên đây nè bà Tư. Đây. Ơi, mốt sẽ có nhiều người bị đột quỵ bà Tư. Đó, bà đi tới bà lạng luôn. Bị chết đâu. Mới mặt đầm. Mới mặt đầm cho hồi trước nó quay. Thế có trúng số không? Chỗ bà này to lớn tới đây bà cũng lớn heo đó chờ. Cái gà cá đi trước rồi. Nguyên cái đám lầu là chóc ché ổng bả đi trước rồi. Ghe đi sao? Mời hai cái ra người chở cá nhất à. Thẻ ra làm tư đi con. Cái máy ông đề giống như bắn gì để bác bắn không hai? Bò con bắt đầu giật bánh lái. Lầu bo cô móc đầu giật bánh lái nè, tiến qua bên bến phà Sa Đéc thôi. Cái bến tập kết rồi nghe chăng, cái bến phà mà nằm ở hướng bên cầu Bình Thạnh á. Rồi ăn trước đi. Từ đây qua bên đó chắc thì mình nghĩ chắc cũng khoảng 20-25 phút á. Hơn à, thì theo nước ngọt nước sôi luôn. Làng này rước cũng có sủ rồi. Xét là xét luôn. Nè An Giang nè, An Giang ngoài chỗ đó miền Nam coi. An Giang thì bắt theo An Giang đi, nó đã nổi lên rồi hồi. Đi chỗ số miền Nam thì trời ơi biết đâu. Mấy xin ơn đi không? Còn chỗ à? Ồ bên đây à, đại ca Hòa cũng đi câu tôm nè.
như trời đó, không giúp ra hả? Không được đi đâu được. Hả? Cơm vừa ăn mít vừa dưa hấu luôn, đầy đủ các kiểu đà điểu bạn ơi. Bên kia mời bà Thư ơi, đừng cảm ơn bà Thư, mời cái nhà nhé. Qua đây là ăn Bình Thạnh bắt đầu xà lan quá trời xà lan rồi nè. Tối bên kia là cầu Cái Đôi vườn tư xa đét đó. Còn có cái phi bên kia bạn thấy không, có phi xanh xanh đó, cái đó là cái vàng nóng đáy á, nhưng mà họ tháo cờ rồi, họ đợi nước chảy mạnh họ mới gắn cờ vô rồi họ xa đáy luôn. Còn cái khối bên kia cột đen đen á đó, giữa trung tâm á đó, đó cái nhà máy bên quốc lộ 80 á. Tính ra cũng lâu rồi mình mới có dịp qua bên cầu Bình Thạnh nè. Trời, hai chỗ mít tôi quẹt trời. Các bà ơi, cách đây đâu không khoảng gần nửa năm cũng không có lên đây một lần mà. Mình với anh Lộc á thì cái bà Vinh bà Vĩnh á, trên cầu Bình Thạnh á, làng bè á. Bên kia là cái xà lan cát á. Ủa ra có cái này hả? Ui, gì như nổi đâu không? Trời ơi trời, ông rắc rắc cái gì vậy nữa. Quá đạo cho chú hai giật thật nè. Qua bên đây á, người đa số ta nuôi cá hầm, cá giống á, cái đó hầm con với cá dồ rồi á, cá da con rồi á. Cái đó đó, chở Bình Thạnh á. Còn cái lên kia kia chứ là bắt đầu người ta nghe thấy cái địa bạn gọi là nuôi cá bè. Mình ở đây mình có quay rất là nhiều clip rồi.
nếu cảm xúc cũ cái cũ á. Mấy năm trước mình cũng quay nhiều clip đây nè, câu tôm với ốc thu á, hai anh em mình lên đây câu nè. Bạn bè ở đây nó rộng dữ lắm, nó dạng tên An Sương, Mỹ Sương, An Giang đồ dảnh luôn á. Mà qua đây nhìn cái mấy cái vàng bè ở đây á, giờ bạn thấy nó hoang tàn đổ lệ không? Nó mấy thanh sắt giờ bỏ khuế luôn á, lục bình thì quá trời lục bình luôn. Tại do bên đây sao này nó bồi quá nên nuôi cá bè nuôi lỗ quá trời, ta không nuôi nữa bởi vì người ta bỏ luôn, cò quá trời cò luôn nè. Xong giờ tới bào dưa hấu. Bữa nay cho cả nhà trải nghiệm luôn, vừa cả theo cảnh chú bạch cá, vừa cảnh gọi là du lịch tham quan làng bè Bình Thạnh luôn. Đó là hủ con tôm à. Lên càng rớt quá. Ở cái nhà nó xây làm gì mà cao dữ thằng ôm trời. Không biết là mà bè hùng nó xây gì cao dữ thằng hả? Phía dưới đó không, họ chưa hạ xuống à. Đúng rồi, cái lập dưới á à. Bên đây cần hủ con tôm, con cá là bao này, cần hủ con tôm nữa nè. Đây cái nhà bè thùng nè, biết rồi. Ở trên kia ra đang chút cá gì mà thấy đông vui dữ ta. Đó, nhóc trên đó. Cần hủ con tôm luôn. Trên kia cũng cần hủ con tôm luôn. Bữa nay con tôm nhiều quá, dạo này cá ít ăn rồi sao. Bên kia, xích thằng kia là xúc bít tè. Trời, cũng nhận tính ra trên đây cái văn cần hủ con tôm, giữ thằng ôm trời. Quá trời đông luôn á. Là sao? Trời ơi, không là nước. Nó trời. Nãy giờ không là nước không coi. Không để ý. Trời khói nó mịt mù luôn rồi nè. Nãy giờ nó không là nước. Quên để ý vụ nước nó ra. Nãy giờ ta do tán dốc không à. Tán dốc miền đá mà nước không ra không đi. Nhiều cái... Ai vậy, nhiều dạng á? Ai? Muốn có nhiều dạng nha, tôi ăn không à. Rồi, anh ơi, ra nước ra rồi, nước ra rồi. Cắt đầu cắt cổ rồi ăn. Nước nghẹt nãy giờ chạy hoài nó không lên. Hai ông không xuống lợm, nhưng lặn móc gì không biết. Ông móc hay bà, ông nghe ông móc gì bà hai. Bà ngồi bà kêu bà hai. Nãy giờ hoài nước chưa chịu lên. Bị máy nó nóng quá, nãy quên rồi, nó nghẹt rồi. Máy nó nóng quá, nó tắt. Nó bị nghẹt bút bê. Từ từ. Đâu cỏ bọc đâu mà nghẹt đâu gì á. Gì đó lên rồi đó. Rồi không
động lên luôn. Chuyện luôn thiệt chứ. Trời ơi, khói đâu giữ thằng ngon mày. Nó bị nghẹt. Rồi đó, lên rồi đó. Đi đục ngầu chứ hả? Tại khói đóng nãy giờ quên á, nó đục ngầu. Rồi giọt thôi, xong rồi. Giọt thôi cả nhà ơi, nãy giờ cũng 15-20 phút á mới sửa xong nè. Mình về ta cũng là cái ghe đóng đáy, cũng ghe khúc chân này ta đóng đáy nhiều ha. Thấy cái làng bè Bình Thạnh thấy nó hàng cổ không, tức là họ ra lâu năm rồi, bởi vì nhìn cái mái nhà kìa, mái nào nhà nấy xét hết trơn, ba tôn á, trong đó người ta cũng chắc dớn đồ chứ, đăng đồ tùm lum chứ, trong đó giờ bồi bồi quá trời, bởi vì bè đâu không có nuôi được, thôi quá giờ ra tốt ngoài này nè. Ủa bè con còn cá lóc gì gần tới không ta? Gần tới bến phà không không? Vậy hả? Trời ơi, vậy mà lúc trước kêu nhậu xuống trong vòng 14 chạy xuống tới nhanh, nhanh thiệt chứ. Ừ, nghe nhanh thiệt. Trên đây phải nói dân cần thủ con tôm đúng thiệt, quá trời quá đất trời, mà hãy giờ mình thấy không biết như xuồng con tôm nói. Ở đây với cái làng bè ở dưới Tiền Giang quay vừa qua cầu Mỹ Thuận á, lúc trước mình cũng quay mấy clip con tôm với đó, thấy người ta câu con tôm cũng dữ lắm, với lại thả cá, với lại thả cá mì dinh á. Mẹ đây toàn là nhà dân cần thủ con tôm luôn nè. Mẹ có vỏ lãi của con tôm nữa. Đó là người ta đang chạy ghe mà. Để tôi cho lại. Tức là họ để chạy dài theo cái xuồng đó, họ chèo. Chèo thế nào mà nó bá vô góc hay gì đó, bắt đầu họ nó buông chạy, bắt đầu họ phóng xuống, họ lặn, họ thổi hơi á, cho cá tung ra dài ra chạy. Chạy ghê đó, mà nếu mà hên trúng mấy ổ cá kiếm 100 kg là chuyện bình thường luôn á. Họ lộ vô mấy cái gốc cây ổ cá rồi họ chạy không à. Ổ cá đó bắt đầu họ chụp xuống, xuống họ phóng, họ lặn, họ mà hỏi hơi chậu cá nó phóng ra tùng ra dữ lắm. Nhìn xa xa ở phía trước á, trắng trắng á, đó là phà biểu trắng á, là phà cho đét á. Đó, gần tới rồi đó, hai chiếc nè. Bên đây thì hai chiếc qua, chiếc lại. Đó, chiếc, đây chiếc. Tên đó hơi sâu sao nè, ta ra lượt 3-4 vàng luôn nè, 3-4 hàng luôn nè. Ô cái này quá trời bè luôn, nhìn ghê hồn chứ. 1, 2, 3, 4 hàng bạn ơi, tức là mình bốn rảnh á, 4 hàng luôn, từ bên trong, từ phía ngoài thẳng bên trong 4 hàng, nó dài luôn. Đến ra đây một ngày không biết nhiêu tiền thức ăn mà nói trời, nhìn thấy ớn lạnh thì chứ. Còn ai làm đây nhỏ tóc bạc cho bà hai. Hai dạo này tóc bạc quá. Thấy bên phải xe đét mới gần tới bến rồi đó. Chỗ trống trống đó, chỗ đó là lúc trước mình với Thu thường muốn xuồng con tôm á, mấy clip con tôm trên bè Bình Thạnh nè, xe đét nè, là trong đó đó. Chỗ đó là người ta cho muốn xuồng, xuồng bơi có, xuồng mái có. Xuồng bơi mình nhớ làm hình như là 30-40 ngàn gì á, 30-40 ngàn một chiếc á, tức là đi một ngày á. Còn xuồng mái hình như là
50 hay là 90 ngàn gì á, cũng lâu rồi mình không nhớ rõ. Ở bên kia cái bà xe đét đang chạy qua tới kìa. Bà 200 lặng cá khờ hả? À. Đây là bè cá mà có hai chồng thường quay clip với mình, quay với bè với bạn mua cá khờ đó. À, chỗ này nè. Trời ơi, bè của bà hai chồng ông bả gì đâu mà dân cần thủ câu tôm dưới hàng ôn nha. Cô nhóc chân đó. Đó. Ở phía ngoài đó, dân thằng trai ba đứng cái gì đó phía sau lưng đó. Nhìn bắt đó con tôm rồi, 2, 4, 5 càng 6 càng. Ở trên bè tập beo hay dưới bè tập beo? Còn xa xa phía trước là cái chân bánh phà xa đét. Thôi về đi để. Câu trước là bắt mẫu luôn. Đúng rồi, lấy mẫu. Này mua cá rồi bao nhiêu khẩm luôn rồi. Đồ mà hai bà đua đúng. Ra tay lái ghe luôn hả không? Phụ nữ xung tiền mà đâu phải giỡn bở. Đây là bến phà Sa Đéc, còn gọi là bến phà Miễu Trắng. Bên kia là hai chiếc. Trên đây khúc trên đây không trời. Trời nay nó đi qua cát rồi. Đi xe tải nó bả, ta đậu nó kè. Trời ơi, đám lâu la chóc ché nãy giờ lên đây khoảng hơn nửa tiếng hồ ngồi nó ăn uống coi kìa. Ai à, biết đâu nó ăn uống tùm lum hết trơn kìa, ăn xòi kìa. Này nguyên cái xe ba gác chở đá luôn nè. Trời ơi, đâu đây trời? Hai chồng mua cá khờ rồi ghé mua đá. Mua bia đi nhậu trời. Ảnh thằng Thiên Độ mua nó ăn sò coi kìa, ăn cam quýt thấy ấn lạnh không? Thứ gì chịu nổi chứ? Hãy subscribe.
Trời ơi. Ở đây ta mít dưa là mít là ta dưa hấu là tùm lum nè. Chạy cháu đâu ra hả? Cả đó luôn hả? Trời ơi, xin bà chủ quán nước luôn. Trời ơi, chưa hết bài qua mình đá bào xòi bạn ơi, thứ gì chịu nổi chú hai dịch tịch rồi cha. Kìa, kìa, dụm dụm ra ra. Tao không có hết rồi. Mà giờ bắt đầu là mình kéo cá nè. Giờ tải thì trên đó đá họ cũng mới đổ ra xong rồi đó. Nghe nói cái mối này ở dưới tốt dưới Cần Thơ, công ty dưới á. Vận chuyển xuống tới dưới luôn. Con má tôi thì trời, ăn dưa hấu cạo nón lá đi gánh cá gánh cái gì đây không biết nữa thiệt chứ. Cái gì chịu nổi. Thôi có chọn được anh nào cho cái đá đông nhiêu đi chứ xong chứ rồi xong. Ờ xin số phone luôn đi. Trời ơi bà hiếu thiệt chứ. Lên. Đó, mà mình đổ kiểu cái tươi xanh như nồi canh này luôn. Thôi đem lên đông đá cho nó. Còn con ra ngoài kìa hồi Hiếu, dừng nó phóng sao. Trời. Bắt cá lóc nó dễ hơn bắt cá đường hồng phải không? Cá lóc không có gai. Cá lóc không có gai. Ở đây cũng là cái bến tập kết mà mấy người ta mua nước đá mà. Để ốp cá luôn nè, hai ba ghe nè. Mua mấy cá khờ á. Đẹp cái hồng quay chưa? Có lẽ hả? Trời ơi bà Hiếu ơi, một hồi xảy con cá của người ta kìa. Ông chạy quá sao nó chạy không kịp. Ê bay văng cá là bay. Làm ăn nghiêm túc á, con bay quậy hoài. Bữa nay không biết đâu rồi. Trời ơi trời. cái nhà lá này từ đâu lại gom gã vậy, cái chợ tới đó thì chứ. Trời ơi là trời. Từ từ đó cái gì. Ha 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 ha
Ai tiếc con này được chứ. Thứ gì chịu nổi. nó ho luôn kìa. Nó ho luôn kìa. Nãy giờ ăn xào vô. Gì chịu nổi không ai thiệt tật này chứ. Bà giờ gướng cái thanh chè đó bởi vì cái nó văng ngoài. Dạ, sao đi. Trời ơi bói, gỗ xì ơi. Là cái ngồi bên nhà vợ chồng đẹp dạo bánh kìa trời. Bánh thằng thiên đụng bố. Thứ gì về nổi. Đúng là con rồng xong tiền đi đâu cũng có con kèo nhậu thiệt á. Lại. Ờ, dạo bánh kìa. Hộp ông vô lẹ đi. Mấy bạn thấy sợ củ xì, sợ củ củ sủ chưa? Đi tới đâu cũng nhậu được chứ á. Ginh này cũng mau ha. Chạy không mà thứ gì chịu nổi. Trời ơi là trời. Ta có phần nghe khoan đàng hoàng mà. Ngăn khoan cái là ta dục cá vô đó đó. Nội xong ta cá xong đầu ta đổ đá, ta lắp lên thêm lớp nữa. Ủa trên đây ta trồng bông cũng nhiều nè. Bông nhãn thọ chuẩn bị Tết nữa. Wow. Ở trong kia trồng gì mình cũng đi luôn, cũng không biết luôn. Mình nói kiểu nhà kính. Đây bông nhãn thọ này ta trồng Tết nè. Bông cúc luôn kìa, đầy đủ. Còn cái đường này mình chạy thẳng là chút xíu nữa ta là mình đi qua được cái đường này nữa. Ngang qua bên kia là mình đi ra làng qua Sa Đéc á. Còn cái đường này theo mình biết nha, mình không gành hung nhưng mà theo mình biết tại hồi đó mình cũng đi một lần cũng lâu rồi mình không nhớ rõ. Là cái đường này mình ngay chân phải trắng mình chạy thẳng ra hoài á, là ra ngay chân ngã ba An Cư là ngã ba An Hủ vậy á. Mình nhớ mày mãi là vậy đó, mà mình không biết là phải không nha, nhưng mà nghe nói là đúng hình như là vậy. Tại lúc đó mình cũng đi một lần mà lâu lắm mà hồi nhỏ lắm. Mà không nhớ rõ không. Còn xuống dưới đây coi nè, thánh thần thiên đụng ơi, đúng không hổ danh rồng sông tiền thiệt chứ. Gặp hai chồng mua cá khờ á, thường ngày với bè đó, lên đây cũng mua đá đây rồi bài ra nhậu trên đây luôn nè. Thứ gì chịu nổi chứ. Chạy hai chồng không biết bữa nay cũng có sủ lên cái gì mà có mua bia sẵn vậy. Thứ gì chịu nổi chứ trời. Ủa hồi ngày là tập kết trên đây mua nước đá trên đây hả? Wow. Chị cũng còn nhậu nữa. Vô. Không hổ danh con rồng xong tiền đi đâu cũng có món nhậu hết trơn. Gì chịu nổi. Đúng là bá đạo thiệt chứ. Ơi nè múa lửa quay phim nè. Ủa, nhậu nhậu lý tưởng kìa không. Hai chồng là cũng đôi cứng khừ luôn, nhậu với bè mấy anh em với cũng mấy giấy nha, hai chồng mua cái khờ bả nhậu cũng đô hơn ổng nữa đó. Chuẩn bị xong rồi. Còn má tôi kìa. Thứ gì chịu nổi với bà thì chứ. Trời ơi ngùng. Thấy bè gì.
chuẩn bị gần xong rồi, rút quân về thôi. Tính ra cái giá cá này bán cái này mình cần công, nhưng mà có cái là được cái là mình lợi nhuận được, nói chung mình bán có lợi hơn là mấy cái ghe thu mua cá nào giờ một chút xíu à, kiểu mình được đồng nào hay đồng đó, chứ là cái mình tính ra nhờ nhờ cái số lượng nhiều đầu tắn á, nó lợi ra chút. Cái mà tắn ra nếu mà mình thấy kiểu như là ví dụ mình bán giữa cái mối này với cái mối mà thu mấy cái ghe đục mua thường đúng không, thì nó chênh lệch nhau khoảng một chằng một lai á. Vậy là xong rồi ăn nhanh gọn lẹ tóc hành, và họ cũng đang bơm nước ra nè. Thế còn sót con nào không? Mấy đứa bay cái gì mà như cái chợ vậy bay? Vậy chứ trời! Hai chồng bà đưa ông về á! Đừng nói chuyện, hai chồng bà đưa ông về nha! Thằng Thiên đụng ôi! Còn mối danh cầm trong tiền đủ nó đủ rồi chứ! Giờ chuẩn bị rút quân về còn ngồi nhậu kìa, mình có chịu đời nổi không? Cá đem về hỗ trợ nghiệm ATM á. Mở dây không, mở dây bay. Cái mở dây kìa. Wow, tôi có con cá mới kìa. Dạ, rút quân về đó bạn, củ xì còn ngồi, củ sủ còn ngồi nhậu đó, chiều hai dòng mua cá khờ á, chạy về bè mua cá sẵn trở về luôn. Trời ơi, quá trời quá đất, hôm nay vui quá trời vui mà. Lần đầu tiên bán cá kiểu này luôn á. Thôi sẵn đây thì mình cũng xin kết thúc clip ha. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha. Hẹn cả nhà clip sau. Bữa nay cũng có được tham quan vừa bán cá mà vừa tham quan làng bè Bình Thạnh luôn, rồi phà Sa Đéc luôn, các kiểu đà điểu. Thấy mặt tao không? Thấy rồi, thấy rồi. Đó, còn cũ cái sủ còn ngồi nhậu kìa, thứ gì chịu nổi không? Thôi chào nhà nha, hẹn cả nhà để sao nha. Bữa nay quậy tới bến luôn, bữa nay quá vui quá vui.